Tại Long An, bắt nhóm côn đồ xông vào bệnh viện truy sát bệnh nhân đang cấp cứu sau khi bị đánh bể đầu. Mỗi năm, sau niềm vui mùa khai trường, nhiều phụ huynh lại phải tính toán xoay sở các khoản đóng góp cho con nhập học. Ngoài các khoản thu đúng theo quy định, không ít nơi phát sinh các loại phí khiến phụ huynh phải xì xào bàn tán. Kính chào quý vị, chúng ta vừa điểm qua những sự việc, câu chuyện đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay. Bên cạnh đó còn có các thông tin nóng, những câu chuyện ý nghĩa và thú vị khác cũng sẽ được chúng tôi chia sẻ trong suốt 30 phút của chương trình. Chúng tôi là Nguyên Bảo và Khánh Hà. Chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng mà chương trình cập nhật trong 24 giờ qua. Ngày 26 tháng 9, Công an huyện Cư Cu Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Học Dũng, 26 tuổi, ngụ xã E An Ninh, huyện Cư Cu Yên để điều tra về tội giết người. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9, do bức xúc về việc bị đánh trước đó, nên Dũng nảy sinh ý định đi tìm anh Nguyễn Quang Thành Tài, 27 tuổi ngụ cùng xã để đánh trả thù. Lúc này Dũng vào bếp lấy một con dao dài 43cm, dùng một viên đá mài, rồi ngồi mài sắc lưỡi dao. Sau đó Dũng cầm dao và điều khiển xe máy đi đến quán Internet X Game tại thôn 22 xã E Ninh để tìm anh Tài. Khi vừa đến quán Net, mẹ của Dũng phát hiện sự việc nên đã chạy lại ôm lấy Dũng để can ngăn. Tuy nhiên Dũng vùng ra, rồi cầm dao chạy vào trong quán Net. Phát hiện anh Tài đang ngồi chơi game, Dũng đã cầm dao lao đến, chém nhiều nhát vào đầu, tay và ngực anh Tài. Lúc này mẹ của Dũng đã liên tục chạy lại can ngăn và giằng lấy được con dao trên tay Dũng. Sau đó, anh Tài chạy ra ngoài đường và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật là 29%. Sau khi gây án, Dũng đã đến công an xã E Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tuyền, 35 tuổi, ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về tội giết người và hủy hoại tài sản. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16 tháng 8 năm 2021, tại nhà trọ Nhân Tâm ở xã Tân Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, sau khi đã uống rượu về, giữa Tuyền và chị Lê Thị Xê, 34 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang xảy ra mâu thuẫn cãi vã với nhau. Tuyền ghen tuông nghi ngờ chị Xê đã có người khác nên cả hai tiếp tục cự cãi. Bất ngờ Tuyền sử dụng một con dao mũi nhọn đâm vào ngực chị Xê. Thế vậy, ông Nguyễn Văn Lâm Tú, 51 tuổi, quê Tiền Giang, từ phòng thuê trọ gần đó chạy đến nơi chị Xê té ngã để can ngăn, thì bị Tuyền dùng dao chém trúng vào bàn chân trái và làm ông Tú té ngã xuống sân. Tuyền cầm dao tự cắt vào cổ mình 3 nhát, mục đích tự tử, rồi tiếp tục cầm dao đi vào phòng khóa cửa lại. Sau đó Tuyền dùng bật lửa đốt tấm vải đậy trên xe và bị ngất đi. Những người có mặt ở khu vực nhà trọ phá cửa phòng trọ, dùng bình chữa cháy và nước dập tắt lửa, đồng thời đưa cả ba người đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, chị C bị đâm chém 19 vết thương với tổng tỷ lệ thương tích 42%. Tổng hình phạt mà Tuyền phải lãnh là 14 năm tù. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc bị cáo Tuyền phải bồi thường 133 triệu đồng về tiền ngày công lao động, tiền điều trị vật lý trị liệu và tiền đốt chiếc xe máy. Ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết đã triệu tập Huỳnh Bá Đức, 19 tuổi, Đặng Quốc Khánh, 18 tuổi, Nguyễn Hoàng Nam, 33 tuổi, cùng ngụ thành phố Tân An, tỉnh Long An và Lê Văn Thức, 26 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang để làm rõ về việc một nhóm người xông vào Bệnh viện Đa khoa Long An tấn công người đang điều trị ở phòng cấp cứu gây náo loạn vào chiều ngày 23 tháng 9. Bước đầu, cả bốn người này đều thừa nhận việc đã xông vào bệnh viện với mục đích tìm và tấn công NNB, bệnh nhân đang điều trị tại đây. Trước khi xảy ra sự việc, bốn thanh niên trên đi hát karaoke và vào phòng ở cạnh phòng B. Đang hát, sau khi qua lại để giao lưu, hai bên lại xảy ra mâu thuẫn và B bị nhóm của Đức, Khánh, Nam, Thức dùng ly đánh rách da đầu. Trong khi B được bạn đưa vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Long An điều trị vết thương trên đầu, Đức, Khánh, Nam, Thức giả làm người đưa bệnh nhân vào cấp cứu để các bảo vệ cho vào cổng rồi tìm B và người bạn đang ở đây để tấn công tiếp. Sau khi bị lực lượng bảo vệ của bệnh viện truy đuổi, bốn thanh niên này đã bỏ lại hai xe máy trong khuôn viên bệnh viện bỏ chạy. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An, vụ gây rối không gây thương tích, nhưng nhóm tấn công người bệnh đã gây trục trặc cho hai máy thở, làm ngưng trệ tiến trình hoạt động của phòng cấp cứu trong hơn 5 phút.
Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, đối tượng Huỳnh Ngọc Huyền, 29 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, đã lừa đảo chiếm đoạt cả xe hạt điều hơn 30 tấn có trị giá hơn 910 triệu đồng bằng đi bán cho người khác. Ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước đã đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Huyền 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại. Theo cáo trạng, Huyền quen biết và thường tìm mối bán điều hạt cho chị Trương Thị Hiệp, 46 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh, để được hưởng tiền cò từ năm 2020. Chiều ngày 15 tháng 9 năm 2021, Huyền nảy sinh ý định chiếm đoạt xe điều của chị Hiệp để bán lấy tiền tiêu xài, mua ma túy, chơi game, nên đã điện thoại và nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Kim Xuân hỏi mua hạt điều và Huyền cho xe chở đến thị xã Phước Long để cắt thu hồi rồi thỏa thuận giá. Tối cùng ngày, Huyền nhắn tin qua Zalo cho chị Hiệp nói chở 3 xe điều đi Đồng Nai và Bình Phước thì Hiệp đồng ý. Trong 3 xe trên, có một xe do anh Võ Minh Tâm làm tài xế chở đến thị xã Phước Long, không có người áp tải, bán cho mối của Huyền. Sáng ngày 16 tháng 9 năm 2021, tài xế Tâm điện thoại cho Huyền biết xe điều đã đến điểm hẹn. Tại đây, Huyền đồng ý bán điều cho chị Xuân với giá 22.000 đồng 1kg. Xuân chụp phiếu cân rồi gửi tin nhắn Zalo tính tiền mua hạt điều của Huyền là hơn 667 triệu đồng. Xuân sau đó chuyển 500 triệu đồng vào tài khoản của Huyền, còn lại hơn 167 triệu đồng thì Xuân kêu Huyền nhận tiền mặt. Biết Huyền đã lấy tiền mà không đưa cho mình nên chị Hiệp yêu cầu Huyền chuyển tiền bán điều, nhưng Huyền nói dối không chuyển được rồi tắt điện thoại của mình. Chiều ngày 22 tháng 9 năm 2021, Huyền đã đến công an thị xã Phước Long đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tiếp tục chương trình là một vấn đề rất thời sự mỗi khi bước vào năm học mới. Thưa quý vị, cứ vào đầu năm học thì câu chuyện lạm thu, đóng tiền quỹ hội phụ huynh trường, lớp lại được bàn tán sôi nổi trong phụ huynh học sinh và cũng là gánh nặng của không ít gia đình có con đi học. Dù đã có những quy định về những khoản của ban đại diện cha mẹ học sinh cho phép thu và không được phép thu, nhưng nhiều ban đại diện vẫn đề ra các khoản thu khiến cho phụ huynh bức xúc. Để có thêm một góc nhìn cho vấn đề này, chúng tôi xin được chia sẻ phần bình luận của tác giả Bích Diệp trong chuyên mục Nóng trên mặt báo sau đây. Hồi cuối tháng 8, báo chí phản ánh trường hợp mỗi học sinh lớp 1C tại trường tiểu học Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh phải đóng 550.000 đồng tiền bàn ghế, 173.000 đồng tiền bảng, 250.000 đồng tiền quỹ lớp và rèm cửa. Tổng cộng mỗi em phải đóng 973.000 đồng. Hai lớp 1 khác, mỗi học sinh cũng đóng khoảng 1 triệu đồng. Nhiều phụ huynh băn khoăn việc học sinh lớp 1 phải đóng tiền bàn ghế, bảng, rèm cửa là không đúng quy định. Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm cho rằng, phụ huynh nào không đồng ý nộp, sang tuần không có bàn, ghế cho con em mình ngồi học thì tự chịu trách nhiệm. Tuy cuối cùng sự việc đã khép lại khi cô giáo nhận lỗi phát ngôn, ngành giáo dục và chính quyền địa phương đã rút kinh nghiệm, song đã để lại một chuyện ồn ào không hay ngay đầu năm học. Vấn đề là việc phát sinh các khoản thu dưới hình thức tự nguyện như ở trường tiểu học Kỳ Trinh, có thể là nhà trường thông qua các thầy cô giáo thu trực tiếp hoặc thu qua hội phụ huynh, không phải là cá biệt. Lên công cụ tìm kiếm và gõ từ khóa lạm thu trong lĩnh vực giáo dục, dễ thấy tình trạng đã kéo dài nhiều năm nay và phát sinh ở nhiều nơi. Ngoài các khoản tiền đầu năm học như sách giáo khoa, đồng phục, học phí, tiền bán trú, giáo cụ phục vụ chương trình tiên tiến thì còn nhiều khoản thu khác như mua sắm điều hòa, rèm cửa, trang trí lớp, cây cảnh, ghế nhựa. Thành ra mỗi đầu năm học lại là mùa thu của nhà trường và mùa chi của phụ huynh. Với các gia đình có điều kiện, họ có thể xem đó là bình thường, nhưng đông đảo phụ huynh thu nhập thấp thì không khỏi chới với vì các khoản thu dồn dập đầu năm học. Hầu hết khoản đóng góp ngoài học phí được liệt kê ở trên đều dựa trên sự tự nguyện, lấy ý kiến thông qua hội phụ huynh đầu năm học rồi mới triển khai. Nhiều người dù bằng mặt không bằng lòng, dù cảm thấy gánh nặng với tiền trường mỗi khi vào năm học mới, nhưng họ cũng đành cố gắng gồng vì không muốn còn thua thiệt. Thông tư số 55 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định về các khoản mà ban đại diện cha mẹ học sinh, hội phụ huynh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học. Vậy nhưng vì sao vẫn còn nhiều trường không tuân thủ? Và nếu nói đóng góp trên tinh thần tự nguyện, vậy nếu không tự nguyện thì học sinh có bị ảnh hưởng, bị phân biệt đối xử trong quá trình theo học ở trường? Chúng tôi cũng xin được chia sẻ một thông tin đáng chú ý liên quan đến câu chuyện này. Mới đây, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu phụ huynh không đóng quỹ lớp, không đóng quỹ khuyến học, không đóng quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh. Phụ huynh nào muốn tài trợ cho nhà trường phải có văn bản đồng ý của phòng giáo dục.
Vâng, có lẽ trước những ồn ào về chuyện lạm thu đầu năm học, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã có động thái này. Và tất nhiên là có nhiều ý kiến ủng hộ quan điểm rõ ràng, minh bạch của trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là vì sao trường này làm được mà các trường khác thì không? Vì sao đã có thông tư 55 năm 2011 và thông tư 16 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhưng bức xúc vẫn kéo dài năm này sang năm khác mà không thể giải quyết rốt ráo? Có phải vì quan niệm truyền thống của người Việt Nam là tôn sư trọng đạo, muốn sang thì bắt cậu Kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, cho nên khi đứng trước các khoản thu liên quan đến chuyện học hành của con em mình, tâm lý thông thường của đa số phụ huynh là dù thấy hợp lý hay không cũng cố gắng xoay sở để đóng góp. Vâng ạ, và vì vậy cho nên là để giải quyết rốt ráo vấn đề nêu trên, thiết nghĩ trước hết các nhà trường phải gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công khai chuyện thu chi như các trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã làm. Các hội phụ huynh cần hoạt động đúng với chức năng theo tên gọi, tránh chỉ làm mỗi việc hợp thức hóa các khoản phụ thu. Nếu các phụ huynh thực sự có điều kiện và muốn tài trợ cho lớp học, cho nhà trường, thì hãy để đó thực sự là một hành động tự nguyện, chứ không phải làm theo thông báo của nhà trường hay là của giáo viên. Về phía các cơ quan quản lý cần sớm rà soát bổ sung quy định về huy động nguồn lực đóng góp tự nguyện trong các trường học, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng việc quản lý thu chi tài chính, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Và thưa quý vị, câu chuyện về quỹ phụ huynh lạm thu đầu năm học khi nào chấm dứt đến đây là kết thúc. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý trong chuyên mục Đồng Tây Chuyển Động. Thưa quý vị, được dự báo là một trong những địa phương có khả năng cao bị ảnh hưởng bởi bão số 4 sẽ đổ bộ vào. Tỉnh Quảng Nam hiện đã và đang hoàn tất những phương án để chủ động ứng phó với từng tình huống trước, trong và sau khi bão đổ bộ vào đất liền. Mời quý vị cùng theo dõi phản ánh thực tế của công tác viên chương trình tại địa phương. Là đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và hoạt động ở vùng biển từ Quảng Trị đến tỉnh Bình Định, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, cán bộ chiến sĩ vùng cảnh sát biển 2 đã huy động 100% quân số, túc trực 24/24 để sẵn sàng đi làm nhiệm vụ. Khi huấn luyện trên biển thì chúng tôi cho anh em các cái phương án giả định là các cái tàu là bị là nạn trên biển, thì cái phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đặt ra như thế nào, từ cái phương án cứu hộ cứu nạn rồi các cái kênh thông tin, các cái kênh bảo đảm như thế để làm sao là khi là có tình huống là xử lý được ngay. Cơn bão số 4 được đánh giá là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Do đó, tỉnh Quảng Nam hiện đã và đang tiếp tục rà soát, sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục và ứng cứu khi có sự cố. Đặc biệt sẽ xử lý nghiêm nếu các tổ chức cá nhân không chấp hành theo các quy định. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, lễ hội Sendota làm mùa tri ân tưởng nhớ tới ông bà cha mẹ đã khuất của đồng bào Khmer các tỉnh Nam Bộ. Tết Đoàn Ta diễn ra vào 3 ngày từ 29 tháng 8 cho đến 1 tháng 9 âm lịch. Và bây giờ là phần tin quốc tế đáng chú ý. Đã bao giờ quý vị nghĩ đến việc vẫn có thể trả lời các câu hỏi của con cháu sau khi mình đã mất? Nhờ sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, có thể mô phỏng lại giọng nói, video, cách thức trò chuyện, con người có thể hỏi chuyện với người thân đã mất, khiến họ bất tử trên Internet. Bà Marina Smith, 87 tuổi, đã mất hồi tháng 6 năm nay. Nhưng một công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo có tên là Storify Life do con trai bà cùng với vợ phát triển đang cho phép người thân vẫn hỏi chuyện được với bà. Ngay tại lễ tang của bà, những người tham dự đã làm một số hỏi đáp với bà. Quy trình lập nên những đoạn video mà người đã mất trả lời câu hỏi như sau. Khi còn sống, người đó tự ghi những câu trả lời của mình cho những câu hỏi mà người đó muốn được hỏi, sau đó tải lên nền tảng của Storify. Hiện tại, bất kỳ ai cũng có thể tải lên các câu trả lời của mình với chi phí $48, chỉ trả một lần để rồi tiếp tục trò chuyện với con cháu mãi mãi về sau. Một công ty khởi nghiệp ở Thụy Sĩ mới đây đã giới thiệu một mẫu hầm trú ẩn cao cấp được thiết kế với đầy đủ tiện nghi. Nhóm khách hàng mà doanh nghiệp này hướng đến là những người siêu giàu với giá trị tài sản ròng từ $100 triệu trở lên. Mẫu hầm trú ẩn có tên là Oppidum, được công ty Oppidum thiết kế với mô tả là nơi ở kiên cố, an toàn, có thể tự sản xuất thực phẩm, nước uống và không khí trong những trường hợp nguy cấp. Hầm trú ẩn Oppidum
được thiết kế nằm dưới lòng đất của các dinh thự của khách hàng. Hầm có hệ thống lọc và lưu trữ không khí riêng nhằm đảm bảo cho người trong hầm luôn có không khí sạch tối đa trong một tháng. Không chỉ đơn thuần là hầm trú ẩn, Orpidum còn mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng với không gian sinh hoạt đầy đủ tiện nghi như phòng trưng bày, phòng giải trí, hồ bơi. Theo công ty Orpidum, khách hàng họ hướng đến là giới siêu giàu ở Mỹ, châu Âu và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhóm khách hàng này sẵn sàng chi khoảng 10 triệu đô la xây dựng hầm trú ẩn Orpidum để bảo vệ khối tài sản khổng lồ mà họ đang nắm giữ. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, triệt phá đường dây sản xuất ma túy, ngụy trang sản phẩm tăng cường sinh lực tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên mục Chuyện ngày mới, chuyện về những người thầy gieo chữ nơi vùng cao Quảng Trị. Tiếp theo chương trình là cụm tin nóng về tình hình an ninh trật tự. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Thưa quý vị, mới đây trong quá trình đang điều tra vụ án cố ý gây thương tích, thì lực lượng công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện ra đường dây sản xuất, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy, ngụy trang sản phẩm tăng cường sinh lực. Ngày 16 tháng 9, Công an phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của một thanh niên 21 tuổi về việc bị Nguyễn Khoa Điềm, sinh năm 1996, quê Quảng Ninh, cùng 7 nam thanh niên khác dùng hung khí là tuyếp sắt, gậy đánh gây thương tích tại đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an bắt giữ 7 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tổng số tang vật thu giữ gồm có 40,1 kg thảo mộc có chứa ma túy, 11 gram chất bột có chứa ma túy, 250 ống thuốc lá điện tử dạng bốt có chứa ma túy, 40 lít chất lỏng có chứa ma túy, tất cả đều là ma túy loại ADB, Butin AK, 547,2 kg thảo mộc khô dùng cho việc sản xuất ma túy. Ngoài ra còn nhiều máy móc trang thiết bị dùng cho việc chứa đựng sản xuất đóng gói ma túy như bao máy ép, máy khuấy, đèn sấy, đèn ép nhiệt, khay kim loại, chậu thùng nhựa, bình xịt, túi ni lông, hộp bìa thuộc giấy, cân điện tử. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh mở rộng điều tra vụ án, truy bắt các đối tượng bỏ trốn. Thưa quý vị, trong lúc làm việc tại công trình, người đàn ông đã bị bức tường gạch đổ sập, vùi lấp. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 7 thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai biện pháp nghiệp vụ đưa nạn nhân thoát ra từ đống đổ nát để đưa đi cấp cứu. Hiện trường tai nạn là căn nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Trong quá trình thi công sửa chữa nhà, thì bất ngờ một mảng tường đổ sập xuống, vùi lấp một công nhân là ông PTC, sinh năm 1965. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh vội vàng truy hô nhau, cùng di chuyển vật dụng xung quanh tìm người bị nạn. Tuy nhiên, do mảng tường bị đổ sập quá lớn, xung quanh đầy đá, xi măng, sắt thép rất nguy hiểm, nên bà con không thể giải cứu nạn nhân. Vì vậy, người dân đã gọi điện cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 7 được điều động đến hiện trường, dùng thiết bị phương tiện chuyên dụng để di chuyển gạch đá xi măng ra khỏi hiện trường và nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, di chuyển đi cấp cứu. Theo người dân, căn nhà trên sửa chữa khoảng 4-5 ngày. Hàng ngày công trình có nhiều người làm, tuy nhiên thời điểm xảy ra sự cố tai nạn là ngày chủ nhật nên chỉ có 2 người làm việc. Hiện nguyên nhân sự cố đang được điều tra làm rõ. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay xin được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 6 giờ 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời, quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Chúc cho tất cả chúng ta có thật nhiều sức khỏe để cùng nhau vượt qua những khó khăn của đại dịch. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.